Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ phân tích một cái sơ đồ khối nguồn của một cái nồi cơm điện có hãng Toshiba này. Thì cái sơ đồ này thì mình cũng nói luôn là không phải là mình vẽ mà do bạn Trần Tiệp, bạn là hướng dẫn tổng hợp bạn ấy vẽ nhá. Thì cái sơ đồ của nó thì mình tải về nó như thế này thôi, nhìn nó rất là mờ khó nhìn nên mình đã phải chỉnh sửa lại. Và cái nồi cơm điện của nó đây nhá các bạn nhá. Nó có hãng Toshiba này. Nồi cơm điện tử mâm mâm nhiệt nhé các bạn nhé. Đây là cái mặt bo của nó này, đây chính là cái bo nguồn, đây chính là bo điều khiển này. Thì con mạch nồi cơm này ấy, thì nó sử dụng một con IC là TE1721 nhé. Mã thì bạn ấy ghi theo đúng trên con IC nó ghi như này, nhưng mà chúng ta tìm chúng ta mua ấy, thì là theo đúng cái mã là TE1721 chúng ta sẽ mua được nhé. Thì ở trên thị trường ấy thì như ở cái OS là linh kiện ST này thì họ bán là 22.000 một con. Linh kiện ST luôn bán giá rất là đắt bởi vì họ bán ra linh kiện chính hãng. Còn ở OS linh kiện chất lượng thì họ bán với giá là 18.000 một con nhé các bạn nhé. Rẻ hơn của ST ấy. Như vậy là con này chúng ta vẫn có thể mua được trên thị trường. Thì đây chính là cái sơ đồ nguồn của nó này. Bạn ấy chụp theo cái kiểu dọc lên, khi mình sử dụng máy tính thì là ảnh của nó lại theo hình ấy này, rất khó nhìn và mình đã phải chỉnh sửa lại cái ảnh cho nó dễ nhìn hơn bởi vì cái ảnh kia khó nhìn quá. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái khối nguồn để tạo ra cái mức nguồn 12V của mạch đã nhá. Thì cái mạch này nó sử dụng con IC như mình nói rồi này, và mình có dò các chân chức năng của nó ấy. Mình có dò các chân chức năng này. Thì chân 1, chân 2, chân 3 nó là chân mát, chân GND để chính là chân thoát mát cho cái bộ tạo dao động bên trong IC nhé. Chân 4 là chân FB, là chân nhận điện áp phản hồi về để ổn định điện áp đầu ra. Chân 5 là chân VCC, là chân nguồn nuôi cho nó. Chân 6 chính là chân S của con MOSFET công suất bên trong. Chân 7 nó là chân D của con MOSFET công suất bên trong. Thì đúng như bạn ấy vẽ luôn này, mà vậy mình cũng ký hiệu cho chúng ta nhìn cho dễ này. Thì điện áp AC đầu vào ấy nó sẽ là vào cái dây L thấp và L cao này, thì thông qua một dây ấy, nó sẽ được qua một con điện trở R2 là con điện trở cầu chì. Con điện trở này có giá trị rơi vào tầm khoảng mấy chục ôm thôi, tầm khoảng 51 ôm đủ lại đến 10 ôm. Sau đó nó cái điện áp bán kỳ dương ở cái dây ở phía trên này này nó được chỉnh lưu qua con D1, tức là cái mạch nguồn này nó chỉ chỉnh lưu lửa bán kỳ thôi. Thì sang đầu con D1 này ta sẽ thu được điện áp DC chứ không phải điện áp AC nữa. Thì cái điện áp DC đấy ấy, nó được lọc bởi trên một con tụ C21 này, thì khi đó chúng ta sẽ thu được điện áp DC khoảng 300V. Đây chính là cái nguồn để cấp cho cái mạch để tạo ra mạch hoạt động. Thì từ cái nguồn DC 300V này ấy, mạch nó sử dụng con IC này nó sẽ hạ trực tiếp ra một cái nguồn 12V để cho mạch hoạt động. Thì cái nguyên lý đã tạo ra nguồn 12V này ấy, thì đây là một cái mạch hạ áp trực tiếp, nó chỉ sử dụng một cái quận L1 nó như cái biến áp, và nó sẽ hạ từ cái nguồn DC 300V ra một cái mức nguồn là 12V luôn. Thì cái nguồn DC dương DC 300V ấy, nó sẽ được đi vào chân D của con MOSFET này, và khi mà và đặc biệt là con IC này nó sẽ có một cái điện trở mồi, nó lấy cái điện áp tại chân D đưa vào cho phần phần bộ tạo dao động này, bộ tạo dao động hoạt tự hoạt động sẽ tạo ra các chuỗi xung đóng ngắt từ D sang S liên tục nhé, tức là từ chân 8 sang chân 6 liên tục. Như vậy nó sẽ có một cái dòng chảy từ dương 300V này đi từ D này sang S này, đi theo cái đường mình chỉ này, qua R20 này, đi theo cái đường mình chỉ này nhé, đi qua quận L1 với chiều dương bên này và âm bên này này, và nó đi theo cái đường này nhá, về nó thì về mát này, tức là nó về cái dây về âm 300V của nó đấy. Thì cái dòng chảy này ấy, nó không hề lấy được cái điện áp nào ra cho chúng ta cả, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái từ trường biến thiên có xu hướng tăng dần trên cái quận L1 này nhá. Thì đến nửa chu kỳ sau ấy thì là con IC sẽ ngắt dòng chảy DS. Thì như vậy khi mà dòng chảy bị ngưng ấy thì tại cái quận L lõi ferrite của quận L1 này này, nó có một cái từ trường biến thiên, nó sẽ có xu hướng giảm dần. Thì nó sẽ sinh ra trên cái cuộn dây quận L1 nó có một cái điện áp phản hồi ngược,
tức là chống lại cái sự mất của cái dòng chảy vừa nãy ấy. Thì khi đó thì dòng chảy vừa nãy nó sẽ có chiều dương bên này và âm bên này, thì khi bị dòng chảy bị ngưng ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái điện áp cảm ứng với chiều dương ở bên này và âm ở bên này. Thì cái điện áp xuất hiện cảm ứng này ấy, nó sẽ lấy được điện áp ra cho chúng ta, nó sẽ có một cái dù nó vị trí dương ở đây mà nó sẽ phóng ra cho tải của chúng ta nhé, qua tải về đất này. Về đất tức là nó là chính là nạp trên con tụ C25 này về đất nhá, và nó đi qua con D4 để nó đi về bên chiều âm của nó. Thì như mình hay nói với các bạn ấy, dòng điện nó xuất phát từ đâu nó phải đi về điểm cuối của nó, như tụ điện nó phóng cũng thế. Và không phải nó chỉ có một cái dòng điện lấy ra nguồn 12V cho chúng ta, mà nó còn có hai đường nữa, tức là nó sẽ có ba đường phóng của cái điện áp sinh ra của quận L1 này nhá các bạn nhé. Một đường thì nó tiếp tục lấy ra cho nguồn nuôi nguồn 12V cho chúng ta rồi ấy. Thì một đường nữa ấy, nó sẽ đi từ nó đi theo qua con D3 này này. Nó chỉnh đi qua D3 này và nó tạo ra cái nguồn nuôi cấp ở chân VCC cho con IC dao động, và cái nguồn này nó được lọc trên con tụ C24 này các bạn nhé. Thì chúng ta hiểu kín mạch của nó là như thế này này. Nó sẽ và nguồn nuôi nó sẽ đi từ VCC này nhá. Nó vào từ VC, nó sau đó nó đi qua tải của nó là các cái bộ khối tạo dao động, khối bảo vệ bên trong IC ấy, và nó đi ra chân 1 2 3 là chân mát nhé. Và nó đi theo đường này về đi âm về âm của quận L1 đấy. Đấy chính là thì kín dòng của cái nguồn nguồn VCC cấp cho con D3 này. Và tiếp ấy, nó có một cái đường nữa là cái đường nó đi qua D2 này này. Nó đi vào chân 4 là chân FB và nó được phân áp qua R8, R7 là chính là chân FB, chính là chân điện áp đưa về để phản hồi để IC dựa vào đây để duy trì cái nguồn duy trì cái xung để khống chế cái xung dao động đóng ngắt DS để duy trì cái điện áp đầu ra trên con tụ C25 con này của chúng ta chỉ là 12V đấy. Thì chúng ta thay đổi cái giá trị điện trở của R7, R8 là chúng ta sẽ thay đổi được cái điện áp đầu ra nhé các bạn nhé. Nhưng ở đây là nhà sản xuất đã thiết kế chuẩn ra 12V thì là R8 nó là 13K, R7 nó là 3K3 nhé các bạn nhé. Ở đây trên mạch nó có một con điện trở R20 này mà nó nối với chân S của IC ấy, là chân thoát chân S của con chính là con MOSFET bên trong IC ấy. Thì con R20 này ấy, là con R nó liên quan đến bảo vệ quá dòng. Tức là khi cái con IC này nó có chức năng bảo vệ quá dòng là khi mà mạch hoạt động tải nặng, tức là tải hoàn mạch hoạt động mạnh quá, dòng chảy DS lớn quá thì cái điện áp rơi trên con R20 này này nó chính là ở chân S ấy, nó sẽ đưa ngược trở lại vào cái khối dao động, xử lý khối dao động bên trong ấy. Thì khi nó đạt đến cái ngưỡng mà nhà thiết kế sản xuất ấy thì bắt đầu là con IC sẽ ngừng không phát xung ra để đóng ngắt DS nữa để bảo vệ mạch, bảo vệ nó nhá các bạn nhá. Nên nó có thêm một con R20 này, nó chỉ có giá trị là 1,5 ohm thôi các bạn nhé. Như vậy là mình đã nói xong về cái nguồn để cái mạch để nó hạ áp ra cái nguồn 12V, và cái nguồn 12V nó nằm trên chính con C25 này nhé các bạn nhé. Và cái nguồn 25V này ấy, thì cái dương à cái nguồn 12V này ấy, nó sẽ cái điện áp cái dương đầu dương của nó ấy, nằm trên chính cái dây L cao này các bạn này. Nó nguyên lý nó thiết kế kiểu như vậy nhé. Nó có mục đích cả đấy để nó kích mở chiắc mà. Thì ở đây nhá, ở đầu ra nó có một con ZD1 mà bạn ấy ghi là có giá trị là 12,1V ấy. Thì theo như mình hiểu ấy thì con ZD1 này là con chế độ bảo vệ điện áp, bảo vệ khi mà điện áp đầu ra bị quá cao. Tức là như nào, tức là ví dụ giả sử như mà con R8 và con R7 này mà bị lỗi, bị sai chỉ số chẳng hạn, khi mạch nó hoạt động bị lỗi chẳng hạn, dẫn tới là phần hồi tiếp nó bị sai, mạch hoạt động mạnh quá, dẫn tới đầu ra mà điện áp 12V nó vọt lên đến 14 15V chẳng hạn, thì là con DZ này nó sẽ chập để nó bảo vệ. Nó khi nó chập thì con R20 này nó sẽ lại tác động bảo vệ để ngắt đấy các bạn nhé. Tức là con ZD1 này có tác dụng là bảo vệ đầu ra chống cao quá, và bạn ấy sử dụng con 12,1V này không chuẩn. Đáng lẽ mình nên phải dùng con 15V hoặc con 14V, tức là nguồn ra 12V thì chúng ta phải cho phép nó lên cao hơn một chút nào các bạn. Chứ như này nó mới ra 12V mà ví dụ như mạch nó có đầu vào nó có sự biến động cái mà IC chưa kịp điều chỉnh cái mà nó điện áp đầu ra nó bị vọt quá 12,1V cái nào nó chập ngay, là có thể là mạch sẽ nó sẽ chập tiếp và mạch sẽ không chạy được nữa nhé. Nên con ZD1 này mình nghĩ là nó phải không phải là 12V, nó phải 14 15V gì đấy.
Tiếp theo này, từ cái nguồn 12V nhá, nó sẽ có một có hạ cái mạch. Cái nguồn 12V này nó sẽ cấp cho cuộn hút của một con dơ le. Thì con dơ le đấy được điều khiển từ vi xử lý để nó sẽ đóng ngắt tiếp điểm của nó sẽ đóng ngắt, sẽ cấp nguồn cho mâm nhiệt để cho nồi hoạt động nhé các bạn nhé. Và từ cái nguồn 12V này nữa ấy, nó đi qua một cái mạch hạ áp nữa để tạo ra một cái nguồn 5V cho phần vi xử lý. Thì cái mạch hạ áp nó như thế này nhá. Ở đây bạn ấy vẽ là họ trên mạch nó sử dụng hai con transistor ngược để hạ áp, tức là con Q1 con Q2 này này. Thì tại chân C của nó thì nó đã có điện điện áp 12V cấp vào rồi nhá. Các bạn này, con này đã có chân C cấp vào rồi này. Và con 12V này nó nối vào 12V này nhá, cũng có chân C cấp vào rồi ấy. Thì tại chân B của hai con này nó sẽ được phân áp qua hai con điện trở này này, và nó được ghim bởi một con ZD2 này. Thì con ZD2 này thường nhà sản xuất sẽ sử dụng là con ZD khoảng 5,6V để cho cực B của hai con transistor này nó chỉ có điện áp là khoảng 5,6V thôi. Thì khi đó nó sẽ mở thông từ 12V sang E này này, là ta sẽ thu được chỉ điện áp chỉ 5V thôi. Tức là cực B bị ghim là 5,6V ấy, thì nó sẽ mở từ C sang E, thì cực E của nó chỉ nhận được 5V, bởi vì nó bị sụt trên mối nối CE của các chất bán dẫn ấy, là rơi vào khoảng là 0,5 0,6V nhé. Như vậy đầu ra chân E ta sẽ thu được như bạn ấy đo là 5,15V này, thì cái đường này nó sẽ cấp cho IC vi xử lý đấy, IC vi xử lý rồi cả mạch để mạch hoạt động ấy. Mà một đường nữa ấy, nó chảy từ C sang E của Q2 là ra 5V, thì cái đường này bạn bảo là đường thay thế đường nguồn nuôi cho pin. Tức là khi mà có điện cắm ấy thì cái nguồn này nó ra ấy, là nó sẽ đưa vào cái đường pin nuôi ấy, các bạn nhé, để tạo hiển thị mới lại lưu chương trình cái thứ ấy. Tiếp theo mình sẽ nói đến một cái mạch nữa mà mình nhìn trên sơ đồ là mình hiểu được, đó là mạch bảo vệ quá áp. Tức là cái lồi này nó có chế độ là khi điện áp đầu vào cao quá thì là nó sẽ ngắt, nó không cho mạch chạy. Thì nó nguyên lý của nó là như này nha, ví dụ như điện áp đầu vào nó cho phép hoạt động chỉ là khoảng 200 cho đến 230 chẳng hạn, nhưng nếu giả sử điện áp vào mà đạt đến 240 là quá cao, có thể là nếu mà mạch nó vẫn cho chạy thì cái nguồn 240 đấy cấp cho mâm nhiệt, và mâm nhiệt có thể bị cháy mâm nhiệt ấy, thì cái mạch này nó sẽ không cho chạy nhá. Nên mình cứ giả sử điện áp đầu vào mà vượt quá là 240V thì cái điện áp chỉnh lưu qua D1 trên con tụ C21 này nó cũng điện áp nó cũng dâng lên rất là cao. Bởi vì điện áp AC vào cao thì điện áp đầu ra trên tụ lọc C21 này DC này cũng cao, mà thì điện áp đấy cao đấy nó được phân áp qua R29, R30 và R27 dập về mát này này. Thì tại vị trí giữa này này là điện áp đầu vào bằng cao ấy, thì đầu ra vị trí này nó cũng là điện áp cũng dâng, và điện áp đấy ấy, nó thiết kế nó dâng khi mà đầu vào mà đạt đến trên 240V ấy, thì cái điện áp tại vị trí này nó đủ dòng tràn qua con DZ này nhé, con ZD3 này, thì cực B của nó của con này sẽ nhận điện áp cao, thì nó sẽ con Q6 này sẽ mở thông CE này, nó sẽ kéo hết cái điện áp tại chân ACD này theo mối nối CE của nó để về mát. Thì như vậy là nó mất xung ACD thì là ICV xử lý sẽ báo lỗi hoặc không không làm việc nữa nhé các bạn nhé. Tức là nó tác động vào đường ACD. Đấy là đường bảo vệ điện áp cao này. Thì tóm lại khi mà mạch hoạt động bình thường mà điện áp thấp ấy thì con Q6 này luôn khóa, bởi vì là cái điện áp không đủ dòng tràn qua con ZD mà dẫn tới là con Q6 luôn khóa nhé. Và nữa ấy, một cái mạch nữa này là mạch nhận biết điện áp đầu vào, nó là mạch ACD ấy, thì nó sẽ thiết kế như này này. Cái mạch này thì nó lấy xung ACD là tần số là 50 Hz. Thì nó sẽ lấy cái xung dương tại tại cái dây trên này này, nó phân áp qua R2, R33. Nó đi vào chân B của con Q3, con Q3 này ở đây nó có một con tụ có giá trị chỉ 0,1 thôi, chẳng đi dập lọc nhưng mà lọc với dưới dạng rất là nhỏ, dung lượng nhỏ này, và 2,2K phân áp này, rồi tụ lọc nhiễu này, rồi DZ ghim để bảo vệ, ví dụ như điện áp vào cao quá còn DZ này nó tràn chẳng hạn, nó cắt bớt bỏ đi ấy. Thì như vậy ấy, là đây chính là tín hiệu ACD vào đây. Và sau đó là con Q3 này sẽ mở thông từ C sang E này, nó mở thông CE theo nhịp xung của biên độ điện áp dương ở có cái dây trên này nhá. Thì có thể là con Q3 này là con Q số, dẫn tới là đầu ra của nó ta sẽ thu được một cái điện áp với cái dạng xung xung vuông như này nhá. Bởi vì là từ 5V này nó được phân áp một cái điện áp cao vào đây rồi mà. Điện áp cao vào đây rồi thì nó rơi vào tầm khoảng gần 5V chẳng hạn.
Thì khi mà cái đường ACDS này nó sẽ cứ đóng nhả con Q3 này, thì tại vị trí này nó sẽ áp dương, nó cứ được đóng nối mát rồi nó lại ngắt, nó lại dâng lên rồi lại nối mát. Do đó là đầu ra của sung ACDS ta sẽ thu được một cái sung vuông, bởi con Q3 này có thể nó là con Q số. Và như bạn ấy mô tả ấy, nếu mà hỏng trên cái đường lấy mẫu điện áp ACDS này thì cắm điện thì nồi không bấm được phím nào, tê liệt, và một lúc thì nó báo lỗi C14 các bạn nhé, tức là lỗi sung ACDS. Còn cái lỗi bảo vệ điện áp cao ấy, thì là nó sẽ dập hoàn toàn cái vị trí sung ACDS về đất, tức là sung ACDS luôn ở 0V, thẳng là 0V luôn chứ không mấp mô cao lên như này nhé các bạn nhé. Nó khác nhau, có thể nó sẽ báo lỗi khác hoặc là đi xử lý không chạy. Như vậy là mình đã phân tích qua cái sơ đồ nguyên lý khối nguồn của một cái nồi cơm Toshiba các bạn nhé. Ở video mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Chào các bạn.